Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách thêm in vào verb. Bình thường thì các con cứ thêm in vào phía sau động từ thôi. Mình sẽ có nè, go sẽ chuyển thành going, sleep sẽ chuyển thành sleeping, walk, walking, drink, drinking, learn, learning, sing, singing. Các con cứ thêm in bình thường vào các động từ như vậy, chỉ trừ một số trường hợp sau đây. Nếu động từ tận cùng bằng y, các con bỏ y thêm in cho cô. Chúng ta sẽ có một số ví dụ sau. Ví dụ động từ take, nó được tận cùng bằng y, các con bỏ y thêm in, sẽ thành taking. Make, making. Dance, dancing. Ride, riding. Trường hợp động từ tận cùng bằng cặp sinh đôi y, các con giữ nguyên cặp sinh đôi này và thêm in vào thôi. Cô ví dụ: see, seeing. Agree, agreeing. Free, freeing. Trường hợp động từ tận cùng bằng ie, các con sẽ biến ie thành y. Sau đó các con sẽ thêm in vào. Cô ví dụ: lie, lying. Die, dying. Một số động từ tận cùng bằng y, các con giữ nguyên y và thêm in vào thôi. Ví dụ: carry, carrying. Hurry, hurrying. Study, studying. Stay, staying. Trường hợp vớt theo nguyên tắc 111. Tại sao cô nói là 111? Đó chính là động từ đọc lên một âm và nó được tận cùng bằng một nguyên âm và phụ âm. Lúc đó các con nhân đôi phụ âm lên và thêm in vào. Cô sẽ lấy một ví dụ cho các con thấy nha. Động từ win, các con phát âm lên một âm. Nó được tận cùng bằng nguyên âm I và phụ âm N. Vậy nó thỏa cả ba điều kiện là đọc lên một âm, một nguyên âm và một phụ âm. Lúc đó các con nhân đôi phụ âm N lên và cộng in vào. Win, winning. Shop, shopping. Stop, stopping. Run, running. Các con phải nhớ là phải thỏa điều kiện là một âm, một nguyên âm, một phụ âm mới được nha các con. Như trường hợp này, động từ sleep, nó được phát âm lên là một âm, nhưng nó lại tận cùng bằng hai nguyên âm là i và một phụ âm là p. Nó không thỏa điều kiện một chọi một, cho nên các con không được double p lên nha. Tương tự động từ walk cũng vậy nha các con. Có một trường hợp đặc biệt ở đây trong nguyên tắc 111. Các phụ âm tận cùng là các chữ y, w, is, h. Cô có câu thần chú ở đây là yêu quái xuất hiện. Lúc đó các con giữ nguyên các phụ âm yêu quái xuất hiện và chỉ thêm in vào thôi nha các con. Không cần phải nhân đôi phụ âm lên như trường hợp trước. Fix, fixing. Mix, mixing. Snow, snowing. Play, playing. Trường hợp này động từ phát âm hai âm và vần nhấn được nhấn ở âm thứ hai, và âm thứ hai được tận cùng bằng một nguyên âm và phụ âm. Thỏa các điều kiện này thì các con mới nhân đôi phụ âm lên và cộng in vào. Các con nhìn vào động từ refer, nó có hai âm và nó được nhấn ở âm thứ hai. Trong âm thứ hai này nó có một nguyên âm và một phụ âm. Đủ điều kiện cho nên các con nhân đôi phụ âm lên và thêm in vào. Refer, referring. Transfer, transferring. Begin, beginning. Travel, traveling.
Có một động từ các con cần chú ý ở đây là listen. Nó cũng có hai âm. Âm thứ hai cũng được tận cùng bằng một nguyên âm và phụ âm. Nhưng động từ này được nhấn ở vần thứ nhất. Nó không thỏa các điều kiện, cho nên các con không được nhân đôi phụ âm lên nhé. Trường hợp cuối cùng, các động từ tận cùng bằng si. Với trường hợp này, các con phải thêm khi trước rồi thêm in sao. Vậy cho dễ nhớ, các con nhớ cho cô câu thần chú này nè. Vịt có vua. Vịt là verb, si là có, king là vua. Traffic, trafficking. Mimic, mimicking. Panic, panicking. Picnic, picnicking. Cô tóm tắt lại, các con thêm in bình thường, ngoại trừ những trường hợp sau: tận cùng y, bỏ y, giữ nguyên cặp sinh đôi ee, biến ie thành y, tận cùng y giữ nguyên y. Tắt 111, một âm, một nguyên âm, một phụ âm, nhân đôi phụ âm. Nguyên tắc 11, yêu quái xuất hiện, giữ nguyên phụ âm, không nhân đôi. Từ có hai âm, vần nhấn ở âm 2, và tận cùng là nguyên âm và phụ âm, nhân đôi phụ âm. Vịt có vua, tận cùng là si cộng khi.